Khuya ngày 16 tháng 2, Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét vụ nổ súng trên địa bàn xã Bình Hưng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ cùng ngày, có hai người đi xe máy đến trước khu đất đang tranh chấp ở ấp 5A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, sau đó bắn nhiều phát súng vào một ô tô mang biển số tỉnh Kiên Giang rồi rời đi. Thời điểm xảy ra vụ nổ súng, ông B, Việt kiều Mỹ, đã bước ra khỏi ô tô, không có người bị thương trong vụ việc trên. Nhận tin báo, Công an huyện Bình Chánh đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét vụ việc. Tại hiện trường, Công an đã thu giữ một số đầu đạn.